Hello, đây là xe sạc của IMAX ha, B6 AC ha. B6 AC nó có vẻ to hơn cái B6 thường ha các bạn. Đây, mình là test ra bộ này ha, mình về cũng hơn chục bộ ha quý vị. Ai có nhu cầu thì xài con này cũng ok lắm ha. Đó, nó có dây cáp đầy đủ ha, không có thiếu cái gì, đem về cứ sạc thôi. Bộ của nó ha. Đây mình xin phép nè quý vị xem ha. Đây phụ kiện của nó để ghim sạc vô, các bạn sạc theo kiểu nào cũng được ha. Rồi. Ok các bạn ha, đây cuốn sổ hướng dẫn ha, về nhà các bạn có gì coi ha, tìm hiểu trên đó là không biết cái gì chịu khó ngồi đọc và cốt rồi dịch nha quý vị. Rồi những ai đã sử dụng qua cái dòng này là biết rồi ha, những ai chơi pin dòng RC hay là 2S 3S con này thì nó rồi đây rồi, rất nặng ha, tầm 1 kg có đó quý vị. Đây cái nguồn của nó, nguồn ba chấu của nó ha, các bạn dùng ba chấu ha, đó sạc vô. Đây có cánh quạt rồi quý vị, có quạt tản nhiệt á, có vẻ nó có quạt tản nhiệt nha quý vị. Nhiệt độ DC ha. Đây 11.18, 11.18V nè, dòng ra. Rồi. Đây là bên phía cấm của dòng pin ra là từ 2S cho tới 2S từ 6 cell ha. Đây. 2 cho tới 6 ha. Các bạn có đi ghim bên này ha. Ở đây là bên âm bên dương ha. Dây đỏ và dây đen dây đỏ ha. Rồi rất là đơn giản ha, các bạn ai đã sử dụng qua là biết ha, không có vấn đề gì hết, chỉ nghiêm nguồn vô rồi xài và sạc, pin bao nhiêu S thì cứ canh chỉnh bao nhiêu ha. Đây là nguyên kiện, nguyên bộ của nó, rất nặng ha quý vị, rất nặng. Rồi xin phép ha,